Đi đâu mà khăng khăng hả vậy anh? Mới vào hai tờ giấy số. Trúng giải 6, hai tờ, 8 xị. Giờ anh chạy ngoài lãnh nè. Ông nội này mấy hôm nay hên dữ vậy chạy. Tiền không được sao mà mặc gì kỳ vậy? Đánh rồi, cầm tiền đi ra mừng quá quên đổ nón bảo hiểm, chạy vào đường bị giao thông bắt, phạt 3 xị. Bực bội. Thì cũng còn 500, có gì đâu bực bội. Rồi chạy vào đường về, xe bị bể vỏ cái nữa, thay cái vỏ hết 5 xị. Rồi, bố Thiên trả địa luôn, lỗ tiền xăng luôn.